dũng cảm tiến lên, chúng ta không chùn bước. Gặp phải kẻ địch mạnh, hãy ưỡn ngực đàng hoàng. Còn quay sông giáp, chạm vào nhau té lửa. Tình bạn này giúp chúng ta lên đường. Còn quay xoay tròn sẽ chỉ lối. Tấn công phòng ngự, thay đổi trận chiến. Chồng sông giáp lên nhau, nhiệt huyết trào dâng. Giành lấy chiến thắng, không để lại ân hận. Con quay và tôi là đôi bạn trời sinh. Vai kề vai, cùng theo đuổi ước mơ. Con quay sông giáp, bắn ra đánh thức thần thú. Xông lên, năng lượng tăng tốc không ngừng chuyển động. Con quay sông giáp trong tay tôi không ngừng chuyển động. Chiến đấu đi, con quay sông giáp đánh thức thần thú. Xông lên, cùng nhau thực hiện giấc mơ trong tim. Xoay 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 đi nào, tôi là vua con quay. Con quay sông giáp, nhờ bắn ra vòng tròn sông giáp siêu năng, có thể thực hiện thay đổi mô hình kết độc nhất vô nhị. Là tấn công siêu tốc hay phòng ngự ổn định, tất cả do bạn quyết định. Thời đại của con quay sông giáp đã đến rồi. Các tuyển thủ, lấy chức quán quân làm mục tiêu. Hãy vượt qua đỉnh cao của thế giới đi. Tập 29, trận chung kết của Kỳ Liên Học Viện Con Quay Toàn Quốc, phần cuối. Thời khắc xúc động nhất, đội mặt trời rực cháy và đội chí tôn. Rốt cuộc ai có thể giành được ngôi vị quán quân thuộc về cuộc thi Liên Học Viện Con Quay Toàn Quốc đây? Hiệp cuối cùng, đội cánh Mà Long nhất định phải lộ ra đuôi cáo. Chú ý, tuyệt đối không được để chúng có được con quay viễn cổ. Rõ. Xét tình hình giao đấu vừa nãy, có thể tiến hành phòng ngự tác chiến. Chỉ cần chiến thần Sen Hồng kiên trì lâu thêm chút nữa, chúng ta sẽ có cơ hội thắng. Nhưng lỡ như Đạt Nhĩ lại trốn nữa, thì chúng ta biết tác chiến thế nào? Tôi thực sự có thể thắng sao? Cúi đầu ủ rũ đâu có giống cậu tên giả. Tôi còn nhớ từng có người nói với tôi, giao đấu còn quay chơi đến giờ phút cuối cùng thì chưa thể biết được kết quả. So với việc lo lắng về kết quả chưa biết, thà rằng dốc toàn lực tiến lên phía trước. Harry, tên giả, hãy giữ vững niềm tin của cậu. Tên giả, cố lên. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Không tệ đâu, chờ sợ tới mức bỏ chạy. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ chạy, bởi châm ngôn con quay của tôi là dũng cảm tiến lên, quyết không lùi bước. Rất tốt, lần này tôi phải khiến cậu hoàn toàn rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Ván đấu thứ tư, trận chung kết cuộc thi Liên Học Viện Con Quay Toàn Quốc. Giao đấu con quay, 3, 2, 1. Địa ngục Ma Long, cú bắn chí tôn. Chiến thần Sen Hồng, cú bắn thần viêm. Xông lên, chiến thần Sen Hồng. Cuộc đối đầu giữa hai bên vẫn như trước. Lẽ nào lại có kết cục giống như ván trước ư? Đến lượt tôi rồi. Chiến thần Sen Hồng. Vòng sâu giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ tấn công. Còn quay sâu giáp, biến đổi sức chân. Tinh giả không chọn chế độ phòng ngự. Xem ra tinh giả không dự định phòng ngự đến cùng. Vậy thì huấn luyện đặc biệt chẳng phải phí công ư? Không, chiến đấu tùy ý mà tạo ra kỳ tích. Đây chính là phong cách của tinh giả. Đánh bại nó đi, chiến thần Sen Hồng. Cậu khiến tôi hơi ngạc nhiên đó. Chuyện này khiến tôi nghĩ ra một cách hay khiến cậu tuyệt vọng. Vòng song giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ phong ngự. Còn quay song giáp,
biến đổi xếp chồng. Cái gì? Trời ạ, tuyển thủ Đạt Nhĩ trước giờ luôn dùng tấn công để trấn áp đối thủ. Lần đầu tiên dùng chế độ phòng ngự. Chế độ phòng ngự thì sao chứ? Chiến thần Sơn Hồng sẽ không bị chút khó khăn nào chặn lại đâu. Địa ngục Ma Long đã hoàn toàn chặn được tấn công. Ngược lại, tình hình chiến thần Sơn Hồng không ổn. Địa ngục Ma Long khi bị tấn công sẽ tạo ra rung động ở tần số cao. Rung động tần số cao này sẽ được truyền vào bên trong con quay để làm suy yếu lực quay. Cho dù cậu giãy giụa thế nào cũng sẽ không thay đổi được kết cục phải thua. Nhất định rất tuyệt vọng hả? Giao đấu con quay cho đến thời khắc cuối cùng thì chưa thể nào biết được kết quả. Ý chí sắc bén của tuyển thủ tinh giả đã làm rung chuyển hàng thủ vững như sắt của Đạt Nhĩ. Nhìn nó hoàn toàn đi, địa ngục Ma Long. Ma Liêm loạn đao ngực. Vùi mình trong vực thẳm có sự tuyệt vọng với tiếng khóc than vì thất bại của cậu đi. Tinh giả. Đánh bại cậu hoàn toàn, giành chức vô địch cuộc thi liên hoàn viện con quay toàn quốc. Trở thành vua con quay của thời đại Sơn Giáp. Còn bao nhiêu việc như vậy chưa hoàn thành. Tôi và chiến thần Sơn Hồng sao có thể thua ở đây được. Chiến thần Sơn Hồng, Hồng Liên Thiên Kiếm. Tuyệt vọng rồi sao? Thừa nhận đi, tôi là người mạnh nhất. Sức mạnh thực sự do trái tim quyết định. Chiến thần Sơn Hồng, tiến thẳng tới chức vô địch đi. Cái gì? Nhà vô địch cuối cùng của cuộc thi liên học viện con quay toàn quốc xuất hiện rồi. Đó chính là chú ngựa ô không ngừng tạo ra kỳ tích. Đôi mặt trời rực cháy. Tinh giả, tinh giả đã thắng rồi. Tôi biết là tinh giả nhất định có thể. Quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng. Chỉ nhìn thôi mà có thể cảm nhận được lòng nhiệt tình vô hạn của cậu ấy. Tinh giả là người mà tôi nhìn trúng. Lưu Tinh, cậu muốn giành học sinh của tôi hả? Thắng rồi, thắng thật rồi. Chúng ta là nhà vô địch. Cậu còn lắc nữa, ra sẽ ngất mất. Chiến thần Sen Hồng, chúng ta làm được rồi. Không, không thể nào. Sao tôi có thể thua được? Lại bị vứt bỏ nữa sao? Tránh ra, bọn tôi không cần cậu. Muốn trách thì trách bản thân cậu vô dụng. Kẻ yếu thì đáng bị vứt bỏ. Không, Đạt Nhĩ này sẽ không bị vứt bỏ nữa. Ánh mắt không tệ, nhưng muốn ở lại đôi cánh Ma Long thì không đơn giản như vậy. Tôi muốn trở thành người mạnh nhất. Chúc mừng cậu đã nắm được sức mạnh của địa ngục Ma Long. Nhưng còn cách một bước nữa để trở thành người mạnh nhất. Một bước nữa, đánh bại hai đối thủ trong số phận của địa ngục Ma Long mới có thể hoàn thành việc lột xác thành người mạnh nhất. Nhưng quả này vẫn chưa chín.
giờ vẫn chưa thể phát huy sức mạnh lớn nhất của chúng. Vậy thì hãy kích thích cho nó chính, sau đó tự tay tôi sẽ hủy diệt. Chỉ còn thiếu một bước này để có thể trở thành người mạnh nhất. Sao tôi có thể dừng lại ở đây chứ? Cho dù phải trả cái giá nào, tôi đều phải trở thành người mạnh nhất. Đạt Nhĩ làm gì vậy? Đi đi, đi đoạt lấy sức mạnh có thể làm chủ thế giới này. Đạt Nhĩ, cô ép hợp nhất với Ma Long Thánh Thú đang hấp thu những sức mạnh của vòng sông giáp trong cự thạch ẩn giấu trong thành phố thần binh này. Quả nhiên vẫn đi tới bước này, cũng chứng tỏ kế hoạch của ta sắp sửa hoàn thành rồi. Sức mạnh, đây chính là sức mạnh khiến ta trở thành mạnh nhất. Không ổn, sức mạnh của thành phố thần binh đang không ngừng yếu đi. Cả không gian sắp sụp đổ rồi. Mau chạy đi. Hành động, nhất định phải ngăn hắn lại. Rõ. Sư phụ, chúng ta bị tính kế rồi. Thủ lĩnh, những kẻ làm vướng chân đã bị xử lý hết rồi. Rất tốt. Đôi cánh Ma Long. Mau chạy đi, động đất rồi. Mau chạy đi. Nguy hiểm, Thánh Diệm Hồng Long. Em gái, em không sao chứ? Sư phụ, không thấy người của đôi cánh Ma Long đâu. Kế hoạch thay đổi. Ưu tiên bảo vệ người xem rời đi. Đi nào, Thánh Diệm Hồng Long. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Ta cần nhiều sức mạnh hơn nữa. Phải lập tức ngăn chặn cậu ta mới được. Cùng xông lên. Để tôi yểm hộ, mang theo một phần sức mạnh của tôi để ngăn chặn Đạt Nhĩ. Giao cho chúng tôi. Đạt Nhĩ, mau dừng tay. Cậu sẽ phá hủy thành phố thần binh mất. Tới đúng lúc lắm. Lần này tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, trở thành người mạnh nhất. Muốn ngăn cản tôi, phải đưa ra thực lực của các cậu. Địa ngục Ma Long, cố bắn chí tôn. Chiến thần Sen Hồng, cố bắn thần viêm. Xông lên, chiến thần Sen Hồng. Thành quả này cuối cùng đã bị tôi phá hủy. Cuối cùng tôi đã trở thành người mạnh nhất rồi. Vĩnh biệt đám sâu kiến yếu ớt này. Tập 30, bảo vệ tương lai của con quay sông giáp. Không ổn, sức mạnh mà địa ngục Ma Long hấp thụ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Phải ngăn nó mở rộng thêm. Nếu không cả thành phố thần binh đều sẽ bị hủy mất. Không thể để cậu ta đắc ý. Bảo vệ sông chớp, chặn nó lại. Cố gắng lên, bảo vệ sông chớp. Tiểu Diệu, quả nhiên trưởng thành rồi. Để anh giúp em. Chúng tôi cũng tới giúp. Đi nào, đấu sĩ gió lớn. Đi nào, Thánh Diệm Hồng Long. Tên giả, Jan.
Tương lai của con quay Song Giáp nhờ vào các em. Đám sâu kiến các người bị ta vứt bỏ sẽ sớm biến mất hết thôi. Đừng hòng. Vẫn còn sức đứng lên hả? Chỉ cần chiến thần Sơn Hồng vẫn còn chuyển động, tôi sẽ không thể gục ngã. Vậy ta sẽ để ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Vòng Song Giáp, công thủ chuyển đổi, chế độ tấn công. Còn quay Song Giáp, biến đổi xếp chồng. Sức mạnh của địa ngục Ma Long đã hoàn toàn đạt tới một đỉnh cao mới. Chúng ta một con một thủ phối hợp với nhau. Được. Vòng Song Giáp, công thủ chuyển đổi, chế độ tấn công, chế độ phòng ngự. Còn quay Song Giáp, biến đổi xếp chân. Ở trước mặt thực lực mạnh nhất, tất cả tính toán đều là vô dụng. Xông lên, chiến thần Sơn Hồng. Chiến thần Sơn Hồng, thừa thế truy kích. Nhanh như vậy đã đắc ý rồi. Địa ngục Ma Long, nghiền nát nó. Không đúng, không phải cậu ta đang tấn công, mà đang tập trung toàn bộ sức mạnh tấn công vào một điểm để phòng ngự. Mà người thực sự tấn công lần này là... Đi nào, Hải Vương vượt sâu. Khiến đối thủ không phân biệt được lần nào là tấn công, lần nào là phòng ngự. Đây mới là tính toán thực sự của chúng tôi. Chiến thuật công thủ Song Giáp thật sự. Chỉ cần vận dụng linh hoạt, tấn công cũng có thể phòng ngự, phòng ngự cũng có thể tấn công. Công thủ hợp lực, một đòn tất thắng. Không ai có thể thắng được thân. Địa ngục Ma Long, dùng tuyệt vọng và sợ hãi nghiền chúng thành mảnh vụn đi. Chiến thần Sơn Hồng, nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là sức mạnh, sức mạnh tuyệt đối. Người chính là kẻ thao túng phía sau đôi cánh Ma Long. Người lên kế hoạch mọi âm mưu từ trước tới giờ. À phải không? Quá khen rồi. Điểm then chốt để giải phóng ấn của con quay viễn cổ chính là nằm trong số các con quay chiến thần Sơn Hồng, Hải Vương vực sâu và địa ngục Ma Long. Quan sát của cổ kiếm đại sư đúng là nhạy bén như kiếm. Cho dù các người biết thì sao chứ, giờ ai cũng không ngăn cản được nữa. Yếu như vậy mà cũng đòi là người cứu thế giới, đúng là quá nực cười. Tôi chưa từng muốn làm người cứu thế giới. Trước kia tôi chỉ muốn trở thành vua con quay của thời đại Song Giáp. Vì ước mơ này, tôi và chiến thần Sơn Hồng đã cùng nhau cố gắng. Hơn nữa không chỉ có chúng tôi, mọi người đều không ngừng cố gắng vì giấc mơ con quay của mình. Cho nên dù có phải dốc hết toàn bộ sức mạnh, tôi cũng phải đánh bại cậu. Đúng là thú vị thật. Vậy thì nghiền nát hoàn toàn chút hy vọng nhỏ bé của các cậu đi. Ran, tên giả, cậu không phải chiến đấu một mình. Tên giả, chính là lúc này. Toàn lực xông lên, chiến thần Sơn Hồng.
không tự lượng sức mình, không chịu nổi một đòn trước sức mạnh lớn nhất. Kết thúc rồi. Tình giả, còn nhớ ước nguyện ban đầu của cậu không? Có, là sự tin tưởng của chiến thần Sơn Hồng và các bạn. Ran, thế giới bên ngoài vẫn chưa đi hết. Đúng thế, câu chuyện của chúng ta vừa mới bắt đầu. Sự gắn bó giữa tôi và chiến thần Sơn Hồng không yếu vậy đâu. Tất cả còn lâu mới kết thúc. Trong lòng chứa đầy dũng khí, bảo vệ từng ước mơ. Đây mới là sức mạnh lớn nhất. Cái gì? Sức mạnh của chúng lại có thể bóp méo không gian. Xông lên, bảo vệ sấm chớp. Còn có chúng tôi nữa. Tấm lòng của mọi người muốn bảo vệ tương lai và ước mơ. Chúng tôi nhận được rồi. Hãy hủy diệt hoàn toàn con quay của những kẻ yếu đi. Hãy xóa tan bóng tối đi. Không, sức mạnh của ta. Cuối cùng đã kết thúc rồi. Ta hiểu rồi.
Một khi chiến thần Sen Hồng, Hải Vương Vực Sâu và Địa Ngục Ma Long cùng lúc tỏa ra sức mạnh lớn nhất, sẽ giải được phong ấn của con quay viễn cổ. Tiếc là biết quá muộn rồi. Không. Hoặc là để con quay viễn cổ mãi mãi được phong ấn tại vực sâu của thành phố thần binh mới là tốt nhất. Đội mặt trời rực cháy. Đội mặt trời rực cháy. Hãy nâng cao chiếc cúp vô địch thuộc về các bạn đi. Đội mặt trời rực cháy tất thắng. Đội mặt trời rực cháy tất thắng. Đội mặt trời rực cháy tất thắng. Tên giả là mạnh nhất. Tên giả, cậu kiêu ngạo quá đó. Là đồng đội của cậu, tôi không thể không phê bình. Rõ ràng tôi mới là mạnh nhất. Tên giả, các cậu khoe khoang quá. Hãy nhận lời thách đấu của tôi. Không được, tôi trước. Để tôi. Tôi phải đấu với tên giả. Để tôi, xem trình độ của tôi đi. Để tôi. Nếu mọi người đều có ý chí chiến đấu như vậy, chỉ bằng quyết một trận cao thấp tại giải đấu khai mạc Vua Con Quay toàn quốc đi. Vua Con Quay toàn quốc. Đúng thế, các tuyển thủ con quay trẻ tuổi, hãy đến với danh hiệu Vua Con Quay song giáp mạnh nhất nào. Chiến thần Sen Hồng, một mạch tiến thẳng tới đỉnh cao Vua Con Quay thôi.